Phật dạy nên gạt bỏ ba ham muốn này, vì tai họa sẽ tìm đến lúc nào không hay. Phàm ở đời này, ai có thể thoát khỏi những cảm xúc và dục vọng? Có lẽ chúng ta dễ mắc phải một trong những sai lầm dễ gây ra tai họa của con người sau đây. 1. Quá tham lam để rồi đi chệch hướng. Tham lam là đi sai đường. Trong suốt quá khứ và hiện tại, vô số người đã gặp phải thảm họa vì tiền, vì lòng tham dẫn đến những ngã rẽ sai trái trong cuộc đời, để rồi đi đường tắt. Đây chính là sai lầm dễ gây ra tai họa của con người chúng ta. Một nhà thám hiểm đã đưa 500 người ra ngoài đảo để săn tìm kho báu và đã tìm thấy hòn đảo nơi chôn kho báu. Mọi người rất thích thú khi thấy vàng bạc châu báu khắp mặt đất, nhanh chóng chất đầy châu báu lên thuyền. Chẳng mấy chốc thuyền quá tải vì chất đầy đá quý, không lấy được nữa, mà mọi người vẫn tham lam không chịu dừng lại, tiếp tục nhặt. Nhà thám hiểm nhìn con tàu bị quá tải muốn chìm và lớn tiếng khuyên mọi người đừng nhặt thêm đá quý bỏ lên tàu nữa. Nhưng những người bị lòng tham chiếm giữ không chịu nghe. Trong lúc tuyệt vọng, nhà thám hiểm chỉ có thể ném bớt đá quý trên con tàu của mình xuống biển và quay trở lại đất liền với một con tàu trống rỗng. Trên con đường về đến đất liền, những con tàu khác đi cùng suýt bị chìm do đá quý quá nhiều. Nhưng may mắn là con tàu của nhà thám hiểm có chỗ trống nên cứu được mọi người. Lúc này, trên biển có một vị thần xuất hiện. Ông cảm kích trước sự thông thái, không tham lam và tốt bụng của nhà thám hiểm. Vị thần đã ban cho ông một túi của cải, không bao giờ có thể tiêu hết trong đời. Không có gì sai khi ham tiền bạc, vì trong thời đại nào cũng vậy, khi đồng tiền xuất hiện, không có tiền là vất vả, đói kém. Tuy nhiên, nếu có ham muốn thái quá sẽ chỉ chuốc thêm phiền phức, theo đuổi vật chất quá mức sẽ không thể dẫn đến hạnh phúc. Bản chất con người luôn hướng tới ham muốn và ước mơ. Những người hiểu bản chất con người có thể thấy nhiều cái xấu của bản chất con người có nguồn gốc từ tiền bạc. Chỉ có trẻ con mới tranh giành đúng sai, người lớn mới xem thắng thua, cân nhắc lợi ích và đối mặt với hậu quả. Công nghệ luôn thay đổi, lối sống cũng thay đổi, nhưng lòng tham và nỗi sợ hãi của con người vẫn chưa bao giờ thay đổi. Khi đời sống vật chất được nâng cao, sung túc, thì tinh thần con người bắt đầu sa sút. Sự phát triển của nền văn minh và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật phải trả giá bằng sự suy thoái của bản chất con người. Trong quá trình mâu thuẫn này, con người không nhất thiết phải hoàn thiện. Ngược lại, khi nền văn minh phát triển và hoàn thiện cao thì năng lực, đam mê, sức sáng tạo của con người cũng dần bị suy thoái, kéo theo lương tâm bị hủy hoại và đạo đức đi xuống. Tìm thấy trái tim nhân hậu ẩn sâu trong trái tim bạn và sử dụng một khuôn mẫu cao hơn và một tâm hồn bao dung để mở một con đường mới cho cuộc sống mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Tham lam là một điểm yếu lớn của bản chất con người. Khi đối mặt với những cám dỗ trong cuộc sống, nhìn chung bạn sẽ khó kiểm soát được bản thân. Một khi đã mở lòng ham muốn thì chẳng khác nào cơn lũ làm vỡ đê. Mọi thứ trên đời đều tuân theo luật nhân quả. Nếu quá tham lam thì sẽ hiểu luật nhân quả là gì. Nhân quả không chừa một ai, bạn chưa thấy không có nghĩa là nó không có. Sống ở đời đừng quá tham lam tranh giành những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Có làm thì mới có ăn, có cho đi thì mới có nhận lại. 2. Quá ích kỷ là dễ đi vào con đường hẹp. Trên thực tế, ai cũng có những ham muốn ích kỷ, nhưng có người kiểm soát được lòng ích kỷ bên trong, có người lại không. Một người chỉ nghĩ đến bản thân trong mọi việc thì khó có bạn bè, lúc nào cũng chỉ chơi một mình mà thôi. Sống ở đời đừng có ích kỷ quá. Nếu một người rơi vào tình trạng ích kỷ thái quá, hoặc là đang nghĩ đến việc lợi dụng người khác, hoặc đang coi thường cảm xúc của người khác, tự cao tự đại, thì không chỉ khiến người khác phật lòng, mà thậm chí còn gây phản cảm với nhiều người. Một người không kiềm chế được ham muốn ích kỷ của mình sẽ khiến người khác chán ghét, không có người bạn chân thành trong đời, những hành động được gọi là không đáng để người khác tin tưởng. Xưa có một nhà thơ muốn nhìn thấy sự khác biệt giữa thiên đàng và địa ngục, và sau đó, ông nhờ một vị thần chỉ cho ông ta thấy sự khác biệt. Vị thần đã đồng ý và chỉ cho ông ta thấy sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục. Sau khi xem xong, nhà thơ hết sức ngạc nhiên. Vì thực ra, thiên đường và địa ngục cũng giống nhau. Khi ăn cũng có muôi, nhưng muôi có cán dài, rất bất tiện khi sử dụng. Thiên đường bình yên và tràn ngập tiếng cười. Tất cả đều nở nụ cười trên môi, ngồi đối mặt nhau.
múc cho nhau thức ăn bằng những chiếc muôi to tướng, ai nấy đều cảm thấy rất hài lòng. Còn ở địa ngục, những cuộc cãi vã và đánh nhau vô cùng lộn xộn. Người ta cầm cái muôi to của mình và cúi đầu xuống, rồi xúc vào miệng mình. Nhưng tay cầm của cái muôi quá dài, nếu không ăn được sẽ dễ đánh vào đầu người khác, nên dễ xảy ra tranh chấp. Trong đời chúng ta cũng sẽ gặp những người như vậy. Sống chỉ biết cho riêng mình, không thèm nghĩ cho những người khác. Làm gì cũng khiến người khác bức xúc, khó chịu, nhưng luôn tỏ ra thanh cao, thân thiện. Nhưng một khi xảy ra chuyện có hại cho lợi ích của mình, những người như vậy lập tức trở mặt, không chịu nhún nhường cho bất cứ ai, luôn dành phần hơn vì mình. Có một câu nói cổ, đừng làm điều gì mà bạn không muốn người khác làm cho mình. Thế nhưng những người ích kỷ không bao giờ nhận ra điều đó. Trái tim rộng sẽ bao dung hơn, bao dung thì sẽ có tầm nhìn rộng hơn sẽ công bằng hơn, công lý thì lý trí hơn. Bao dung và ứng xử công bằng, kiến thức và lý trí phi thường sẽ có xác suất nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn và khả năng đưa ra nhiều lựa chọn và kế hoạch B, tức là con đường rộng hơn. Ngược lại, nếu bạn là người hẹp hòi, cứng nhắc, cực đoan và bướng bỉnh về tình cảm, bạn sẽ khó nhận được sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài và bạn sẽ không có thêm vũ khí để đối mặt với thế giới. Về lâu về dài, sẽ chẳng còn ai muốn làm bạn với bạn cả. Thực ra, ích kỷ là bình thường, tư lợi cũng là chính đáng. Bởi nếu con người không ích kỷ, tư lợi thì e rằng khó mà tồn tại được. Mục đích của ích kỷ thực chất là để bảo vệ bản thân, để có được chỗ đứng, cơ hội sống sót và kéo dài tuổi thọ. Vì con người cũng là một trong vạn vật nên sẽ có động cơ ban đầu là ích kỷ, nên coi đó là điều bình thường, không thể phán xét đúng sai. Kết quả của sự ích kỷ, nó sẽ dẫn đến sự chấp ngã được đề cập trong Phật giáo, dẫn đến tất cả các rắc rối nếu ích kỷ quá mức. Phật giáo luôn đề cập đến việc chia sẻ lợi ích cá nhân của mình với tất cả chúng sinh, biến lợi ích cá nhân thành lợi ích của công chúng. Và sau khi công chúng nhận được sự giúp đỡ và lợi ích của bạn, mang lại mà không cảm ơn, không báo đáp lại cũng không sao. Mọi thứ trên đời đều có luật nhân quả, nên bạn đừng bi quan suy nghĩ rằng nếu mình không ích kỷ thì thiệt thân. Thực ra bạn gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Cứ sống tốt, trời xanh, ắt sẽ an bài. 3. Hay đố kỵ là dễ đi sai đường. Lời Phật dạy về lòng đố kỵ nói rằng nếu bạn làm tổn thương người khác sẽ làm tổn thương chính mình. Và dập đây là sai lầm dễ gây ra tai họa của con người chúng ta. Một con đại bàng rất đố kỵ với một con đại bàng khác vì bay cao hơn nó. Vì vậy, nó đã yêu cầu người thợ săn dùng một mũi tên bắn hạ con đại bàng kia để mình hả hê. Người thợ săn đồng ý, nói, anh hãy nhổ một chiếc lông và đặt nó vào đầu mũi tên để tôi bắn hạ đại bàng giúp anh. Vì vậy, đại bàng ghen tuông tự mình nhổ một chiếc lông vũ và đưa cho người thợ săn. Nhưng con đại bàng kia bay quá cao, người thợ săn rút cung tên ra, nhưng không may mũi tên rơi giữa không trung, không thể bắn tới nơi con đại bàng kia đang bay. Người thợ săn nói, hãy đưa cho tôi thêm một chiếc lông nữa và để tôi thử lại. Sau đó, chú đại bàng ghen tuông đã làm theo ý người thợ, tự mình nhổ một chiếc lông trên người, nhưng không may là vẫn không thành công. Hết lần này đến lần khác, không thành công. Đại bàng ghen tuông hừng hực cơn ghen, định nhổ lông lần nữa thì phát hiện thân mình đã trơ ra. Lúc này, người thợ săn cười danh mãnh và nói, vì mày không còn lông và không bay được nữa, nên tao sẽ bắt được mày, đồ ngốc. Trái tim không hạnh phúc sẽ dẫn đến giận dữ, trái tim quá nhỏ bé và hẹp hòi sẽ dẫn đến nóng giận. Vậy đó là lỗi của bạn, không phải lỗi của người khác. Lỗi của sân hận là làm giảm hồng phúc, sau này tái sinh vào cõi ác. Bạn nên suy nghĩ về điều đó. Hãy rèn luyện thêm tính nhẫn nại. Nếu không, chỉ một ý nghĩ nóng giận sẽ mở ra hàng triệu rào cản. Nó không đáng để bạn làm mất phước của mình. Bình thường, bạn luôn cho mình là nhất. Bạn không thể nhìn thấy người giỏi hơn mình. Một khi bạn tìm được người giỏi hơn mình thì ăn không ngon, tối ngủ không yên, cố gắng vượt mặt người ta, nhưng càng cố càng thấy tức tối. Người có trí tuệ rộng, gặp được người tốt hơn mình sẽ xin lời khuyên và học hỏi người kia với tâm hồn cởi mở, nỗ lực cầu tiến. Có thể theo kịp bước chân của người khác và đạt được cảnh sắc mới. Chúng ta phải học cách kiểm soát những ham muốn của mình. Chỉ khi chúng ta kiểm soát những ham muốn bên trong một cách lý trí và đối phó với chúng một cách vô tư, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Đời này, thời gian và sức lực đều có hạn. Khi đánh mất bản thân vì dục vọng,
thì nhất định sẽ phải trả giá. Tất nhiên, ai cũng sẽ có ước muốn, nhưng có người có thể biến ước muốn thành sức mạnh để tiến về phía trước và ngày càng hoàn thiện bản thân, trong khi một số người không kiềm chế được ham muốn bên trong và đánh mất mình trên đường đời. Điều này khiến nhiều người hứng phải thảm họa. Vì vậy, chúng ta phải học cách kiểm soát sức mạnh của ham muốn thay vì bị điều khiển bởi ham muốn. Khi bạn có thể làm tốt tất cả những điều này, một cuộc sống tốt đẹp sẽ tự nhiên đến với bạn.